những chuyến đi, những người bạn đồng hành, những cảnh đẹp trên mỗi cung đường, những trải nghiệm. Phượt ký, cuốn nhật ký ghi trọn kỷ niệm sau mỗi cung đường, mỗi chuyến đi. Hãy lắng nghe và cảm nhận. Khác với chuyến đi điểm danh và vạch dấu những miền đất lạ, hành trình 4 ngày trên đỉnh cao thứ hai của đất nước này là một trải nghiệm khó quên. Chuyến đi bắt đầu. Chiếc xe ập ạch từ thung sâu Lào Cai bắt đầu chuyển mình để đưa đoàn khách cả ta, cả Tây lên với những triển cao Tây Bắc khi ngày mới vừa bắt đầu. Lái xe là một người đàn ông đã cũ. Tôi thích gọi thế khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo và bộ quần áo nhầu nhĩ, dày cộp như trấn thủ của ông. Nhưng nói được đến ba ngôn ngữ bồi. Đánh mạnh vô lăng làm bánh xe trao kìn kít. Bác xế quay lại làm dấu với đôi vợ chồng người Thụy Điển. Bác Hà, chú Yêu, chú Andres Thao Sơn Đồng. Ông Tây Ba Lô tròn mắt, ý ới mặc cả. Nhưng tất cả đều vô hiệu khi gặp cái lắc đầu kiên định của người đàn ông Việt. Chột dạ, chúng tôi mau mải dở vội tấm bản đồ dò đường lên Bắc Hà. 60 km bằng 200.000 đồng. Lẩm bẩm tự nhẩm, chuyến hành trình lên Simacai của chúng tôi dài những 100 cây số, đường lại khó đi, chắc cũng mất khá. Nhưng thật may, hình như những bác sĩ Lào Cai chỉ quen chém đẹp du khách nước ngoài mà thôi, còn với người Việt mông mình thì giá lại rất hữu nghị. 80.000 đồng cho hai người trên một cung đường ruột ngựa đo bằng 4 giờ xe chạy. Thế là vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy áy náy vô cùng với những vị khách Tây cứ ngoắc ngoắc mình lại mà bảo: "Đại ý, các bạn có thể viết về những du khách bị phân biệt đối xử như chúng tôi này." Xe chạy được một tiếng thì bắt đầu chạm ngõ đất người Mông. Chuyến ô tô đầu tiên trong ngày là cơ hội để những thương lái người dân tộc ôm theo những sản vật của mình lên cán cấu cho kịp chợ phiên. Nên chỉ một lúc đã thấy chật ních từng đoàn người Mông, tay cắp chặt con lợn đen bụng phệ. Nhìn họ ôm lợn chặt hơn cả ôm con. Người Mông chỉ có thói quen ôm lợn, còn con cái thì đều ở sau lưng. Những du khách lạ mắt, cười hồn nhiên thì nhau chụp ảnh. Thế đấy, những người quen ngắm cuộc sống Tây Bắc này từ điểm nhìn lạ lẫm sẽ chỉ hiểu họ đến thế thôi. Mới ai biết rằng sau đấy là cả những đắng cay và khổ đau không dứt được. Ôm lợn chặt hơn ôm con, nghĩa là ngay từ bé xíu, cuộc đời của những em bé người Mông đã bị mặc định gắn vào những buổi chợ, những cuộc mặc cả, những bán và mua và cái nhìn soi mói của người lạ mặt. Nghĩa là trong suy nghĩ giản đơn của họ, số phận con người cũng như cỏ cây, cũng như loài vật, chỉ đến thế mà thôi. Chiếc xe bỗng chốc ồn ào hẳn lên bởi hàng chục chiếc váy xòe hoa đỏ của người mèo lưng núi. Những gương mặt nhăn nheo gần như tạc tượng. Mùi khói thuốc nồng nồng phảng phất hương chạm ngai ngái, khiến người quen đi xe dưới xuôi phải mở tung hết cửa. Chiếc ô tô vẫn ung dung băng trên cung đường của mình. Bác xế cho biết, từ 5 năm trở lại đây, người Mông mới biết đến việc ngồi ô tô lên cán cấu, chứ trước đó chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng xe chạy tới là họ sợ hãi tránh xa. Và cứ thế, như thể muốn thi gan với cái lạnh cắt thịt da miền sơn cước, chỉ bằng chân trần và váy đỏ, những dáng người đàn bà cứ lầm lũi bước đi. Khi đó với họ, tiền đi ô tô một lần bằng cả một tháng làm lụng vất vả trên dãy vậy. Cô bạn bên cạnh nghe xong câu chuyện tròn xoe mắt, quay sang thủ thỉ: "Họ đi ô tô như mình đi máy bay ấy nhỉ?" Xe ập ạch, dỗi hờn, bò chậm chậm lên đỉnh Si, thả dần mấy tay Tây Ba Lô dọc đường và đón thêm khách quen người Mông với thứ tiếng nói lành lót như chim hót. Qua Bắc Hà, xe chỉ còn người Kinh và bắt đầu chạm vào cái mù khơi đầu tiên của đá núi. Tai người ù đặc đi và tầm nhìn hạn chế còn chừng 2 mét trong sương. Trên tấm địa đồ xứ miền Tây hiếm hoi tìm được, Sapa với Phan Xipang đứng kiêu hãnh một phía của Lào Cai như đỉnh đầu, như anh cả. Còn Simacai thấp hơn một chút, đỉnh cao thứ hai của Đông Dương thì mù sương và cô đơn đến nao lòng. Chắc cũng vì lẽ đó mà Si đem lại cảm giác huyền bí và xa xôi hơn vạn lần
so với Sapa du lịch. Để bắt đầu hành trình lên Si, du khách phải xuất phát từ cái rốn của Lào Cai. Cung đường đi thì dốc đứng và lê thê. Khác với mật độ dày đặc 2 phút một chuyến xe đi Sapa cùng các bác tài nói tiếng Tây như gió. Một ngày để lên Si chỉ có 3 chuyến ô tô cành càng với những người lái xe trông như dân tộc. Chúng tôi đến đây vào mùa đông. Từng cung đường bẻ ngoặt trong sương mù, treo leo như đi trong chuyện cổ. Cửa kính mờ mờ hơi sương, thỉnh thoảng gặp chút nắng le lói rọi xuống thung sâu, một mảnh nhỏ màu cam ánh qua lớp sương mờ, tạo nên những chân cầu vồng bắc từ bên này đường nhựa sang tận bên kia đường đất. Cây cầu huyền thoại của thiên nhiên, tự thân nó đã nối nhịp 2 nền văn hóa. Người Kinh mình với đường dài có cây số và người Mông với chân trần đo đường đất. Càng lúc, chiếc xe càng trở nên khó nhọc khi leo qua những triền núi cong mà tên mảnh đất nghe như miền viễn xứ. Pha Long, Cán Cấu, Tà Chư Phìn, vân vân. Qua những lũng không sâu lắm, bạt ngàn màu hoa đào núi sớm nở. Cảm giác đi trên con đường một bên là vách núi đá đen dựng đứng, bên kia là bạt ngàn hoa và thung sâu thật lạ. Lên Si vào đúng phiên chợ cuối tuần, chúng tôi được chứng kiến một Tây Bắc nở hoa bằng những váy xanh áo đỏ, cứ sơn hết màu mè mà miền xuôi không thể có. Chợ Si mở vào tờ mờ sáng, khi mặt đất vẫn đầy sương và giá. Đồng bào Mông, Dao và Hoa bỗng cùng một lúc tứa ra từ những quả đồi vắng, đi lại nói cười rộn ràng. Nhiều khi ra chợ sớm không để bán mua, mà chỉ thỏa cái thú ngắm nhìn người ta bày hàng và cảm nhận về sự khác biệt của đồng bằng và miền núi, của Si thấp và Sapa cao. Người dân tộc bày những gùi hàng theo khu riêng biệt, lợn và trâu ở mé đông, vài vóc thổ cẩm ở trung tâm và những món ăn miền Tây ở mạn bắc. Sau 4 giờ sáng, chợ bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Vào chợ sẽ rất khó để chen ra, phần vì người quá đông, phần vì du khách cũng không muốn đi, vì nào hương, nào sắc, nào tình cứ vàng vất líu chân. Váy hoa Mông nặng và dày biến cả khu chợ Si thành núi hoa, chợ hoa với từng đời hoa riêng biệt. Leo trong cảm giác lung bung ấy thêm 2 tiếng thì vào hẳn đến Si. Người mệt bã, chúng tôi lật đật xách đồ vào nhà của những giáo viên vùng cao cắm bản. Chúng tôi bắt chuyện. Lúc ở chân núi, em có gặp trẻ Mông không có quần áo mặc. Hỏi có đi học không, chúng bảo đã nghỉ lâu rồi vì không có gạo nộp. Hỏi có biết viết tên mình không, các em cũng lắc. Các cô bảo đó là mặt trái của cái gọi là lớp học dân nuôi trên mạn ngược. Dân nuôi được mấy hồi khi gạo ăn còn không đủ bữa. Cái chữ đến được mấy hồi khi đá núi mây mù cứ luẩn quẩn lấp đầy tầm mắt người Mông. Cô Cẩm, giáo viên cắm bản 20 năm, trò lên đỉnh đá đen biên giới nghẹn nghẹn nói rằng học sinh ở đây cứ như con thú rừng. Học năm này mình lại sợ năm sau chúng bỏ đi. Ăn uống chỉ có rau và ngô cứng. Cái chữ gieo vào đầu rồi, nảy lên rồi cũng sẽ tuột hết ra khi hết gạo. Chúng tôi bỗng thấy mình vô tâm tận cùng khi leo lên Si để tìm một, chỉ một thôi, trái tim đan cô cháy cho người Mông biết chữ. Bởi ở đó thật ra còn có cả một làng đan cô, một thế hệ đan cô mang tuổi trẻ đánh đu cùng sương mù Tây Bắc. 6 giờ chiều, cưỡi xe máy chồm chồm vào bản Mế. Điện không đến nơi nên khắp cả quả đồi chỉ thấy đèn dầu lấp lóe. Trường Xín Chén Một nằm giữa khu đất trống, trong căn phòng tênh hênh không cửa, lại một câu chuyện khác khiến những người trẻ miền xuôi giật thót. Các chị ở đây hình như không biết đến tình yêu đúng nghĩa. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cô giáo Yên Bái trùng xuống như màn sương lạnh buốt. Giáo viên cắm bản nghĩa là mấy năm không về quê một đợt, nghĩa là treo leo mãi vùng đá Tai Mèo và trẻ Mông. Những mối tình của tuổi trẻ không thể kiên gan cùng năm tháng và đá cao và núi lạnh. Họ cứ già đi cùng con chữ, già đi cùng đôi mắt đăm đắm khôn nguôi của mình. Đốt một ngọn lửa trong đêm, nhà có khách, không ai ngủ được. Các cô đều trở dậy, kể rất nhiều
về tình yêu của mình. Những người phụ nữ đang ngồi trước mặt chúng tôi rất thật. Cả câu chuyện của cô cũng vậy, rất thật. Nhưng sao cảm giác về sự tồn tại của họ lại cứ mờ dần đi? Bất giác tôi thấy sợ. Sợ rằng họ sẽ chìm sâu sau lớp sương mù của núi rừng. Và sợ thời gian, sợ sẽ vĩnh viễn bị lãng quên. Tôi lại nghĩ về Tô Thị, về 12 bến nước của đời người con gái, về những gì mà tôi không còn nhớ nổi. Nhưng chừng ấy đã quá đủ để nỗi buồn con chữ triển cao thấm lạnh hơn cái rét 5 độ C của mạn ngược Simacai. Chiếc xe lắc lư dữ dội, con đường vào Simacai đã lùi xa sau lưng, hệt như một sợi chỉ uốn éo răng mình qua núi. Chúng tôi đã bước ra khỏi biển sương mù ấy. Những cái nắng ngọt của vùng thung lũng nên thơ này vẫn không đủ để ấm, để hong khô được màn sương đang răng đầy trong mắt. Tây Bắc này sẽ còn có biết bao nhiêu nàng Tô Thị như thế chăng? Chuyến tàu đêm từ phố Lu lăn mình về Hà Nội, nhiều người thở phào vì sẽ lại được lướt mạng xem phim và giam mình trong lòng phố. Chúng tôi lại nghĩ rất nhiều về những câu chuyện đã trải qua. Tây Bắc quyến rũ bởi nó mang trong mình những điều bí ẩn. Không chỉ đẹp với cảnh núi non hùng vĩ rợp mắt người, mà còn bởi những câu chuyện tình không ai cắt nghĩa được. Chỉ biết rằng khi soi mình vào đó, ta chợt lặng người khi nhận ra một tình yêu quá lớn, họ đã hy sinh rất nhiều cho nhau và cho cả những người khác nữa.